Thưa quý vị, việc lắp camera trên các tuyến đường giúp lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn, giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến giao thông, góp phần nâng cao ý thức tự giác nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, đồng thời giúp cảnh sát giao thông bớt phải xử lý vi phạm tại chỗ. Tại nút giao lộ ngã ba Chợ Bến, xã An Ngãi, huyện Long Điền, thường xuyên xảy ra tình trạng mất trật tự an toàn giao thông. Nguyên nhân chủ yếu là do đường hẹp, lưu lượng phương tiện đông, ý thức chấp hành luật giao thông của nhiều người dân còn hạn chế. Nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra, nhất là vào đêm tối. Từ sau khi lắp đặt hệ thống camera giám sát trật tự an toàn giao thông, các lực lượng chức năng đã xử lý nhiều vụ việc va quệt, tai nạn giao thông, cơ bản cải thiện tình hình trật tự an toàn giao thông tại khu vực này. Ví dụ mình có chuyện gì thì có camera nó quay thì cũng đỡ. Có tai nạn công an ra liền. Thì một lần tôi thấy chiếc Fortuner nó vượt đèn mà còn hai khắc nữa, chạy cái xe trên xuống làm cái rầm. Rồi công an huyện nó tới liền à. Thực hiện việc trích xuất cơ sở dữ liệu phần cơ sở dữ liệu về camera giám sát an ninh và camera giám sát an toàn giao thông trên địa bàn huyện Long Điền tại các điểm, các chốt nút giao phức tạp về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Qua đó thì người tham gia giao thông họ có ý thức nhất định trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong thời gian qua. Qua đó thì đối với những tuyến đường mà tôi thường hay xử lý nguội về tốc độ, về việc chấp hành tín hiệu đèn giao thông thì hầu hết qua quan sát thì đến nay thì nhìn chung những cái điểm này dần đi vào ổn định và nề nếp. Hệ thống camera giám sát giao thông, an ninh trật tự được lắp đặt tại 3 nút giao thông quan trọng và phức tạp trên địa bàn huyện Long Điền từ tháng 3 năm 2020. Theo Công an huyện Long Điền cho biết, ngay khi phát hiện có vi phạm, toàn bộ hình ảnh sẽ được chuyển trực tiếp về Trung tâm Kiểm soát Giao thông đặt tại Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện. Tiếp theo, cán bộ trực tại trung tâm sẽ thông báo qua bộ đàm cho lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông trên đường xử phạt tại chỗ hoặc lập biên bản phạt nguội gửi về địa phương nơi chủ xe đăng ký sở hữu phương tiện. Thành phố Vũng Tàu, ngoài 1.400 camera của các phường xã đang quản lý được đầu tư bằng nguồn xã hội hóa, thành phố đã lắp đặt thêm 8 camera chất lượng cao tầm trung giám sát an ninh trật tự giao thông đặt tại khu vực công viên bãi trước. Bên cạnh đó, 2 camera giám sát an toàn giao thông tại các nút giao thông trọng yếu là ngã tư Nguyễn An Ninh, Trương Công Định, ngã ba Ẻo Ông Từ, phường 12 giúp phân tích phương tiện giao thông, đọc biển số xe cơ giới, xe mô tô và đếm lưu lượng xe ra vào thành phố hàng ngày. Chức năng chính của các camera này là phát hiện cảnh báo sự cố giao thông, quản lý sự kiện giao thông, điều hành và giám sát xử lý tình huống giao thông, giám sát lưu lượng giao thông, cung cấp thông tin trước và trong khi tham gia giao thông, hỗ trợ quy hoạch giao thông, hệ thống xử phạt. Em thấy cái việc mà xây dựng cái mô hình trung tâm điều hành của thành phố, em thấy là một cái bước tiến với cả một công việc rất là quan trọng. Tại vì nó giúp cho người dân như chúng em có thể phản ánh trực tiếp những cái tình trạng mà chúng em thấy lên thông qua ứng dụng, đến được với tay với chính quyền ngay mà không cần phải đến như bình thường là phải lên cơ quan chức năng nhà nước, thì nó rất là mất thời gian với cả cũng không giúp ích gì cho chúng em nhiều. Thì em thấy đây là một cái việc rất là hay mà bổ ích giúp đỡ cho người dân. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia giao thông, lắp đặt camera giám sát trật tự an toàn giao thông là một trong những biện pháp ngăn ngừa hiệu quả nhất hành vi cố tình vi phạm luật giao thông khi không có lực lượng chức năng. Ngày 19 tháng 2 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 12 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, lập đề án đầu tư lắp đặt camera để đáp ứng nhiều mục tiêu, gồm giám sát, chỉ huy điều hành giao thông và xử lý vi phạm giao thông, tiến tới triển khai trên toàn quốc từ năm 2022. Mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông đã đề xuất lắp camera phạt nguội trên toàn quốc với kỳ vọng xử lý hiệu quả hành vi cố tình vi phạm giao thông, đồng thời giúp lực lượng chức năng bớt phải sa đường. Theo đó, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ lắp đặt hai loại gồm camera giám sát an ninh, điều khiển giao thông và camera phát hiện lỗi vi phạm trên toàn quốc, bao phủ các tuyến cao tốc và quốc lộ trọng điểm. Nếu được Thủ tướng Chính phủ thông qua, việc lắp đặt camera phạt nguội sẽ bắt đầu triển khai từ năm 2021. Tại Bà Rịa, Vũng Tàu,
Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao cho Công an tỉnh làm chủ đầu tư và đang chuẩn bị thực hiện dự án hệ thống giám sát giao thông thông minh, giám sát tự động bằng camera. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 134 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án nhằm phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, đồng thời giúp công tác tuần tra kiểm soát trật tự an ninh và phát hiện kịp thời có chứng cứ pháp lý về hình ảnh để cung cấp cho lực lượng chức năng khi điều tra các vụ việc xảy ra trên đường. Từng bước hiện đại hóa việc giám sát, xử lý vi phạm quy định về an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông.